mình từ nghèo khó đi lên sang giàu, thì ta phải biết quý đồng tiền xương máu. Tôi đi lên bằng đôi tay của mình, bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau. Một ngày nào đó khi ta không tiền, người xem thường ta nhất chính là người thân. Khi ta trượt ngã trong cuộc đời thì mới thấy ai ở bên ta trong cuộc chơi. Chơi nghĩa tình thì chắc chắn anh em bền lâu.